Xin gửi các bác đây là clip 367. Đó. Con này thì cườm vừng, chim nhà nuôi non lên, mắt đỏ mỏ dài, mang ngỗng phấn hồng, giọng thổ, chân đỏ. Đó. Độ thuần như thế này, độ thuần này rất là cao, đứng cầu vô tư luôn. Đó. Và bộ thì là khá là to. Đó. Anh em có thể thấy là bộ khá là to. Để cho nó đó, quay ngang này, con chim bộ khá là to. Đó. Bộ khá là to. Đó. Đấy, bộ như này. Hình bắp chuối, mỏ dài, mắt đỏ. Đấy. Ngực hồng. Bộ rất là to. Đó. Quay sát cườm rất là óng ánh, mắt đỏ, độ thuần cao, chân đỏ. Đấy. Quay từ trên xuống.